đang tiến hành bảo dưỡng xong con máy cho anh trai về Long An nha bà con ơi, về huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Chiếc này DC60 bên em dọn full mới nha bà con. Bên em đang nhận đơn đặt hàng của em này rất là nhiều nha. DC60 dọn full mới. Giá công khai cho bà con luôn là 185 cành nha. Dọn full nguyên con y chang như vậy nè, 10 chiếc là em làm giống y chang hết nha. Rồi giờ để em đi quay chi tiết cho bà con xem mấy cái mà máy này đã thay thế những cái gì. Nói chung lại em nói bà con vậy nè, máy này á là chỉ em lấy là bộ khung thôi, còn trong ruột có nhiêu là mới hết á. Thanh cắt nè, rồi mấy cái thanh này nè bà con. Rồi trong ruột của cái ống này là dạng bi là mới hết. Đây, chống băng tải nè, xích băng tải. Sơn nguyên con lại như nước sơn zin luôn ha. Áo keo đàng hoàng, cung gò là mới nha bà con. Cung gò mới hết nè. Giờ đang chuẩn bị lên xe về nhà cho anh trai đây, mở ra cho bà con coi. Ở trong nè, bốn lưới thanh đập nè, thanh đập mới dàn sàn đây. Dàn sàn đây bà con, sàn mới cáo cạnh luôn ha. DC60 dọn full nguyên chiếc, lên xe về Đức Huệ Long An nha. Và để em đi ra cho bà con xem cái giấy đẹp tổng quát của em nó. Đây đó, em nó đây ha, chuẩn bị lên xe nè, dàn hàm đây bà con. Rồi chạy ra thử máy đi, thử số rồi đi. Ôi, không biết la gì la theo cho vui. Đó là ok. Máy che đợm gấp đầy đủ hết, máy che đồ này là kem gấp đầy đủ hết, không thiếu. Động cơ thì em gấp động cơ zin nha, còn bơm thí dụ bà con muốn bơm 60 thì lắp bơm 60, còn muốn bơm 70 thì lắp bơm zin. Nếu bà con lắp bơm zin của 70 thì bù thêm cho em 5 triệu nữa nha, là 190 cành ha. Tem bọng rồi dán lịch sự lại đàng hoàng, không thiếu cái tem nào hết. Rồi chạy ra đi ông anh ơi. Đúng chưa? Chưa. Không thiếu cái tem nào hết cho bà con. DC60 giọng full mới. 185 cành là bơm zin của nó, bơm DC60. Còn 190 cành là bơm 70 nha bà con. Rồi thì tùm lum luôn. Rồi ra cái né cái màn hình ra cái anh trai. Đúng rồi mình lịch sự nè. Giờ em chuẩn bị cho lên máy đây. Cho em nó lên xe về nhà chồng thôi nha bà con ơi. Đây ngoại hình đây nha. Trong ruộng là toàn inox không đó. Đừng có dẫn chơi nha, full inox luôn nha bà con. Xích mới luôn. Giờ lên xe đây. Giờ đang cho máy lên xe. Hơi xéo cầu thì phải. Ok. Rồi cảm ơn anh trai ở Đức Huệ Long An ủng hộ nha. Bà con nhà mình có cần máy gì cứ liên hệ cho em. Tính giá bao ưu đãi cho bà con luôn ạ.